Mình thấy cái chợ này thì bán năm thứ đậu cả nhà. Năm thứ đậu mình mua về mình rang mình nấu uống rất là mát. Tại vì đậu ở đây là chất lượng nha cả nhà. Tại vì người ta trồng theo đất núi đó, người ta không có xịt đó. Là mình mua về mình rang uống rất là mát. Ủa cái này cái gì vậy chị? Cái táo là mứt đó anh. Táo là mứt đó hả? Ký nhiêu ạ? Nửa ký 35 ngàn anh ơi, ký 70. Ký 70, táo là mứt. Còn cái này xài gì, xài ngổ ta? Hột lép hả? Xài hột lép là nó không có hột hay sao chị? Có hột, hột. Ủa, vậy là xài là xài núi hả? Dạ, dạ. Ủa, ngộ ha. Ờ. Bên đây 20, bên đó 30 đó hay. Bên đây có 20. Dao bánh xèo, ngon ghê. Mấy cái lá này, mấy cái lá gì ngon đó nè cậu. Cái lá này, cái bằng, cái gì nè. Cái lá hành xanh nè. Dao núi phải không? À, dao núi. Rồi mình vô chỗ đổ bánh xèo. Đổ siêu sao luôn. Nghề nghiệp. Đổ củi này nóng lắm nha. Ngầu đổ nóng lắm. Còn hâu sức vậy chứ. Bánh xèo đổ củi ngon. Ngon đổ ga. Bữa nay cái video này quay chùa bánh xèo nha cả nhà. Chùa bánh xèo nằm ở nhà bàn Tịnh Biên, An Giang. Chùa bánh xèo này là nhà chùa người ta đãi là suốt năm luôn nha cả nhà. Nhiều khi mình đi cúng đâu mình về ghé đây là một chiếc xe du lịch là nhà chùa người ta cũng pha bột đãi cho mình. Là chùa bánh xèo là ở nhà bàn Tịnh Biên này là có tiếng nha cả nhà. Hồi xưa giờ là anh em của bác ta đi đâu đâu cũng về đây người ta ghé ăn bánh xèo. Rất là ngon. Ở đây là chánh điện nha cả nhà. Để mình quay ở trong chánh điện mình đi dài ra làm sao mình quay hết chánh điện rồi mình đi ra làm sao mình quay chỗ đại bánh xèo. Chùa bánh xèo ở nhà bàn Tịnh Biên này thì mình đi quay lúc nào thấy anh em cô bác ta cũng ghé đây cúng nha. Là đại bánh xèo suốt năm luôn. Mình đi lỡ một chiếc xe là nhà chùa người ta cũng pha bột đổ cho mình ăn. Chùa bánh xèo này bây giờ là mình là ở nhà bàn Tịnh Biên là mình hỏi chùa bánh xèo ai cũng đều biết nha cả nhà. Chùa bánh xèo này là cũng có lâu đời lắm rồi. Mình thấy anh em cô bác người ta đi cúng đâu người ta cũng về đây ăn bánh xèo. Để mình dạo ở trong chánh điện nè cả nhà. Ở trong chánh điện rồi mình đi ra tuốt sao mình quay. Ở bên hông chùa bánh xèo này là có cái chợ nha cả nhà. Cái chợ bán đồ. Mình là ở đây thì mình ăn bánh xèo hoặc là mình muốn mua cái gì ở nhà bàn Tịnh Biên đó cả nhà. Thì mình mua quà về tặng cho người thân mình cũng được. Ở trong chánh điện mình đi ra nè cả nhà, là cái bãi xe là trước ở chánh điện nè. Mình thấy bữa nay là xe du lịch người ta đi cũng khá là đông. Thì nói chung là chùa bánh xèo này lúc nào là cũng có anh em có bác người ta là ở đây là người ta cúng người ta sẵn ăn bánh xèo luôn. Chùa bánh xèo này thì sát đường cả nhà, không gian có không được rộng không. Giờ mình đi dài ra tuốt ở sao mình quay chỗ đổ bánh xèo nha cả nhà chờ xem nha. Đây là bên hông chùa có cái chợ người ta bán đồ này. Ở nhà bàn Tịnh Biên này thì mình mua
thấy anh em cô bác ta đi cúng người ta sẵn người ta mua luôn, là thấy mình thấy đường đường thốt lốt nha cả nhà, với năm thứ đậu. Đậu ở nhà bàn Cũng Biên này là đậu là rất là tốt nha cả nhà, đậu đen, đậu đủ thứ loại đậu hết trơn, với đường thốt lốt. Mình thấy là anh em cô bác thường thường là đi mua là mình thấy là mua đường thốt lốt nhiều. Ủa cái này cái gì vậy chị? Cái táo là mứt á anh. Táo là mứt á hả? Dạ. Ký nhiêu ạ? À, nửa ký 35 ngàn anh ơi, ký 70. Ký 70, táo là mứt. Dạ. Còn cái này xài gì, xài ngổ ta? Hột lép hả? Dạ. Xài hột lép là nó không có hột hay sao chị? Có hột, hột. Ủa, là này xài là xài núi hả? Dạ, dạ. Ủa, ngộ ha. Dạ. À. Thanh Sa đi cô, bên đây 20, bên đó 30 đó hai. Bên đây có 20 ngàn hai. Về cũng gần hai ơi. Thôi, ông nội ra, xíu này vậy. Sẵn mình quay chỗ bánh xèo này mình nói luôn nha cả nhà, nếu anh em cô bác nào mà vô bằng lựng á, nhớ đánh chữ bỏ dấu giùm nha. Nhiều khi cũng có số anh em đánh chữ không bỏ dấu đó rồi khó đọc, thành ra mình không hiểu, mình trả lời không được. Cái đường nó thẳng vô đổ bánh xèo đó. Đi vô đó đi ăn xèo đi. Mình thấy cái chợ này thì bán năm thứ đậu cả nhà. Năm thứ đậu mình mua về mình gian mình nấu uống rất là mát. Tại vì đậu ở đây là chất lượng nha cả nhà. Tại vì người ta trồng theo đất núi đó, người ta không có xịt đó. Là mình mua về mình gian uống rất là mát. Rồi vô tới chỗ đãi bánh xèo nha cả nhà. Mình đi xuống bếp, mình bưng bánh xèo lên đây mình ngồi mình ăn. Giờ mình quay vòng vòng đi, mình đi xuống chỗ bánh xèo. Giao bánh xèo ngon ghê. Mấy cái lá này, mấy cái lá gì là ngon đó nè cậu. Cái lá này cái bằng cái gì nè, cái lá hành xanh nè, dâu núi phải không? À dâu núi. Rồi mình vô chỗ đổ bánh xèo. Bánh bốn sáu tám mười 12 chảo một mỗi chỗ đổ là 12 chảo.
đổ siêu sao luôn. Nghề nghiệp đổ củi này nóng lắm nha, ngầu đổ nóng lắm, còn hâu sức vậy chứ. Bánh xèo đổ củi ngon, ngon đổ ga. Vô bên đi. Ăn bánh xèo ra đây vệ sinh tay chân luôn, nó vệ sinh tay chứ. Chỗ vệ sinh tay giữa mặt. Đây mua gì quá đông. Cho lắm kìa. Ở đâu à? Hả? Ở đâu à? Em hả? À. Ở Châu Đốc. Châu Đốc hả? Châu Đốc là lên đây. À, cảm ơn nha. Quá gió. Giờ này muốn kiếm mưa cả nhà.